Yo. Here comes the lead, Gần đây nếu mà các bạn để ý thì thấy là trên feed của mình sẽ xuất hiện rất nhiều những bạn nữ chụp những bức ảnh bằng máy digital cam với những bức ảnh nó có màu kiểu hơi retro một tí, hơi kiểu phim. Khi mà mình để ý ở dưới những comment ấy thì thường mọi người hay hỏi là ảnh này chị chụp bằng máy gì thế? Hoặc là chị chỉ ảnh kiểu gì vậy? Thường thì tất cả các bạn ấy đều trả lời là mình chụp bằng máy ảnh digital cam bình thường thôi và không chỉnh gì cả. Thế là mọi người sẽ thường là oh wow, mày gì mà xịn thế á? Cho em xin ý tư. Và không nằm ngoài trào lưu đấy thì trên tay mình đây đang cầm một chiếc máy ảnh digital cam. Cái quan trọng là mình muốn khoe về nó. Đây, khoe đây. Trên tay mình đây là một chiếc máy ảnh digital cam với giá 4 triệu. Oh no. Và tại sao mình lại sở hữu cái máy ảnh này với giá 4 triệu? Thì mình giàu. Đơn giản thế thôi. Thực sự khi mà mình quyết định mua cái máy ảnh digital cam này là mình cũng không xem thông số gì của nó này. Mình cũng không xem như là chất liệu màu ảnh các thứ ra sao này. Mình chỉ mua tại vì nó đẹp. Đây này, trông nó như thế này cơ mà. Ê, mua cái máy ảnh này với giá 4 triệu. Có biết là ở bãi chợ người ta bán cái này chỉ có 200.000, 300.000 thôi không? Mà tại sao lại phải mua với giá 4 triệu? Nghĩa là, tiền là 4 triệu. Để quyết tâm thể hiện cho mọi người biết cái máy ảnh này và với số tiền 4 triệu. Với số tiền 4 triệu mà mình bỏ ra thì nó xứng đáng. Nó xứng đáng. Khi mà nhận hàng thì mình sẽ nhận được là máy, dây sạc, thẻ nhớ và một chiếc móc treo rất là yêu. Ở mặt trước của máy thì sẽ bao gồm là logo in này. Còn cái hình dán này là không phải là máy có sẵn đâu nhá. Đây là do người bán dán vào đấy. Và thực sự thì mình đã bị thu hút bởi cái hình dán này, thế nên là mình đã mua đấy. Ở mặt sau thì bao gồm những thông số của máy: 4.0 megapixel này, tiêu cự 15mm này, tốc độ chụp và nút bấm này. Mặt này bao gồm là camera này, flash này, nút power và nút chụp. Mặt bên cạnh thì là cổng sạc pin DC 5V và chỗ cắm micro USB. Mặt này thì chả có gì cả. Mặt bên dưới có một cái nắp dán mã vạch, bạn có thể tháo ra lắp pin và thẻ nhớ. Em máy này sử dụng thẻ SD. Các bạn chỉ cần mở nắp bên dưới ra, lắp thẻ nhớ vào. Ok, bấm nút nguồn. Màn hình sáng lên. Xoay 90 độ, thế là chụp được phong cảnh đằng trước. Và 90 độ còn lại. Thề luôn là mình cực kỳ thích tính năng này. Nó có thể khiến mình dễ dàng selfie. Và vừa selfie mà cũng có thể vừa nhìn màn hình được. Mình thử chụp một cái nhé. Tiếp theo là đến phần setup. Các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh thông số và sử dụng những nút điều hướng ở bên dưới để điều chỉnh thao tác. Mình có thể lựa chọn những option phù hợp để cho ra những nước ảnh mà mình thích, giả dụ như là lạnh hoặc là tông nóng. Tiếp theo là phần gallery ảnh. Mình sẽ xem được toàn bộ các ảnh mình vừa chụp trực tiếp qua máy. Màn hình rất là rõ nét nha. Ok, bây giờ bắt đầu cùng chụp với mình nhé. Một điểm đặc biệt của chiếc máy này đấy là khả năng đánh flash và chụp buổi tối rất là ok luôn. Mình sẽ show một số hình ảnh và một buổi chụp mình đi chụp buổi tối nhé. Ngoài ra máy cũng có chế độ quay phim. Mình sẽ quay cái đèn này test cho các bạn xem nhé. Đây, đầu tiên mình chỉ cần chuyển sang chế độ quay phim này. Đó, nó hiện ra cái màn hình này. Rồi sau đó ấn nút. Mình cũng sẽ vừa thu cả thoại trực tiếp luôn nhé. Để các bạn có thể hình dung được là khi mà chiếc máy này quay phim thì nó sẽ đưa ra được những cái thước phim và thu được thoại như thế nào.
Ok, và để thuyết phục hơn thì hãy cùng theo mình ra ngoài vào ban ngày để test xem chiếc máy ảnh này sẽ chụp như thế nào nhé. Cá nhân thì mình thấy đây là một chiếc máy khá dễ dùng, nhất là với những người mà thích phong cách point and shoot, và với ưu điểm là rất gọn và rất nhẹ, thế nên là mình cũng hay mang đi những buổi đi chơi. Và đến cuối buổi thì ai cũng có ảnh đẹp mang về. Ngày xưa ấy thì mọi người hay kiểu cắm USB xong rồi cắm vào máy tính ấy. Bây giờ các bạn chỉ cần một chiếc đầu đọc thẻ như thế này. Thế, đầu tiên, mở máy ra, có được thẻ nhớ. Các bạn chỉ cần cắm thẻ nhớ vào đây. Và sau đó thì các bạn chỉ cần cắm trực tiếp vào máy. Phần ảnh này, nút nhập. Toàn bộ hình ảnh ở trong thẻ nhớ sẽ được update ở trong album nhập. Các bạn chỉ cần chọn ảnh này, rồi ấn vào phần chọn, nhập mục đã chọn. Và thế là tất cả các ảnh đã được update vào cho điện thoại của bạn rồi đấy. Ghê không? Cuối cùng thì tự chung vấn đề lại, đấy là trả lưu Digital Cam sẽ còn kéo dài trong bao lâu? Và chiếc máy ảnh này có xứng đáng với giá 4 triệu hay không? Theo mình thì nó xứng đáng, nhưng mà không phải là với giá 4 triệu. Giới ơi, nói hòa vốn thêm đó review. Kệ tôi. Tuy nhiên thì với những bức ảnh đẹp mà nó mang lại cho mình và những người thân bạn bè xung quanh mình và những lời khen ngợi mà mọi người dành cho mình thì mình thấy là cũng gọi là ok rồi. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc cần trao đổi gì thêm về chiếc máy ảnh Kyocera này thì cứ comment hỏi mình hoặc là mua lại. Là phiên livestream đầu tiên của em ạ. Đây em xin bán lại chiếc máy ảnh này với giá là khoảng 3,5 triệu. Vâng, 3,5 triệu. Vâng, 3,5 triệu thôi các anh chị em ơi. 3,5 triệu chỉ 3,5 triệu thôi các anh chị em ơi. 3,5 triệu. Ok. Nói chung là rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc video đầu tiên của mình và cái kênh channel YouTube này. Hy vọng là chúng mình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên con đường sắp tới. Khi mà tôi bảo là trên con đường sắp tới thì phải lồng nhạc kiểu nó tình tình một tí, nó kiểu nà nê nhá. Ok. Lại. Và hy vọng là mọi người sẽ đồng hành cùng mình trên con đường sắp tới. Wonderful. Và như thường lệ, nếu mà bạn đã xem đến thời điểm này rồi thì nghĩa là thật ăn rồi phải không? Nói